Đây, ba loại mũi sau khi đúc này. Đây là tarot. Có nghĩa là phải tarot trước phải bắt đầu mới mài tinh nhé. Để tránh cái trường hợp mà không may mũi tarot này bị gãy hay là có vấn đề gì đó, nó lại hỏng đi cả một quá trình. Thì tarot này khá quan trọng đó. Đây, đây là mẫu đúc. Thì cái này ấy, khi đúc ấy, những cái phần bo này này thì đã tính dư nhé, tất cả những phần này đã tính dư này, đó, nó đều có vài bo con tròn tròn này, này, thì cái này phải mài lại, mài góc phẳng lại lại này, tạo đỉnh mũi này và mài phần bụng này để tạo đỉnh độ bén đấy. Thế nên là tất cả thiết kế khuôn ấy thì là nó sẽ tính dư ra một chút vật liệu rồi để tránh cái trường hợp mà bị hao hụt vật liệu khi đúc nhé. Đây là mẫu góc nhỏ nhất này. Trên xuyên phá những cây vỏ dày này. Cái mẫu này là góc lớn nhất này. Thì góc này rất là mỏng dễ nhé. Khi mài hoàn thiện góc này dễ. Nhưng mà góc góc phần hai bên này nó lớn này. Để cái mũi nó mỏng ấy. Để nó xuyên phá vào những cái cây mà vỏ cứng. Và sâu hơn với tải lớn hơn nhé. Đây cũng ta rột lỗ. Góc này là góc thông dụng nhất này. Góc trung bình. Thì cây nào cũng sử dụng được hết nhé. Đấy, phần bụng nó cũng vừa phải. Đều tarot lỗ M8 hết nhé. Tarot gen M8. Gen này sử dụng bằng gen nén nhé. Độ bền của gen nén sẽ cao hơn gen cắt nhiều. Thì hai mặt này thì có nghĩa đúc nó đã phẳng rồi. Thì mình sẽ đặt làm đồ gá. Đặt lên máy mài phẳng lại. Để tạo hai cái góc này. Tạo đỉnh mũi này. Khi mà nào mà mài cái đỉnh mũi nó gần nhọn nhọn ấy. Nó thường chạm với nhau ấy, là ok. Thì nó sẽ tạo mũi bén luôn. Với phần bụng này mài lại nữa. Để hết cái phần hơi bo cong vào đi một chút. Nó sẽ tạo đỉnh mũi. Nói chung là mẫu này thì đây. Đúc xong thì cũng còn khá nhiều công đoạn nữa. Để mới hoàn thiện được mũi hoàn thiện nhé. Có 3 loại mũi. Thì sẽ cho khách hàng lựa chọn các công việc khác nhau. Thoải mái lựa chọn. Đây mới là phần thô thôi, còn mài tinh lại vài tạm mũi, xử lý nhiệt nữa cơ. Đó, rất nhiều công đoạn. Thì cái này nó có phần chốt này, chốt 8 ly ăn chìm bên trong. Ba loại mũi nhé, ba loại mũi khác nhau.